Bài Phơn Pim Chan Ok, Nai Na Phát công khai dự sự kiện cùng nhau. Chiều ngày 8 tháng 5, bài Phơn Pim Chan Ok và Nai Na Phát công khai xuất hiện chung trong sự kiện của một thương hiệu mạng viễn thông. Đây là lần đầu tiên cặp đôi chính thức xuất hiện trước công chúng kể từ khi xác nhận tìm hiểu nhau vào cuối năm ngoái. Chính vì vậy, mọi cử chỉ, hành động của cả hai đều được dân tình đặc biệt quan tâm. Ngay khi có mặt tại sự kiện, nữ diễn viên chiếc lá bay đã gây ấn tượng với mọi người xung quanh nhờ nhan sắc kiều diễm, trong khi bạn trai Nai Na Phát lại khiến fan trầm trồ bởi ngoại hình lịch lãm. Không ngoài mong đợi của netizen, cặp đôi có nhiều khoảnh khắc ngọt ngào, khiến người hâm mộ có mặt ở sự kiện vô cùng thích thú. Trong sự kiện, bài Phơn và Nai cũng chia sẻ cảm xúc khi trở thành đại diện đôi của một thương hiệu. Nai Na Phát cho biết cả hai đều rất vui khi có cơ hội làm việc chung. Anh chàng và bạn gái cảm thấy khá hồi hộp và có chút mong chờ khi biết hôm nay họ sẽ tham gia chung một sự kiện. Ngoài ra, bài Phơn cũng chia sẻ thêm cả hai rất vui khi có thể thấy rất đông người hâm mộ có mặt tại sự kiện, đồng thời cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và dõi theo họ.